một tác phẩm của nhà văn James Hadley Chay, Cả Thế Gian Trong Túi, phần 1. Bạn đang nghe trên kênh kể chuyện trinh thám. Chương 1. Bốn người đàn ông trụm lại. Trên mặt bàn ngổn ngang những lá bài tây, những con xúc sắc, mấy cái gạt tàn đầy màu thuốc lá, một chai whisky uống dở. Ánh sáng mờ ảo, đèn được che bằng chiếc chụp màu xanh. Vầng sáng hắt lên mặt bàn. Khói thuốc lá quầng trên đầu họ, bay lên cao, quyện lẫn trên tường. Morgan có khuôn mặt trắng xanh cặp mắt lạnh lùng đặt bốn con ca lên bàn. Hắn ngửa người lên đệm ghế, hai tay vươn dài trên mặt bàn, các ngón tay bật bật theo nhịp. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Ba người còn lại trao đổi với nhau. Sau đó họ uể oải vứt mấy con bài còn lại lên bàn. Giuseppe Mandini còn được gọi với cái tên thân mật là GIPO anh ta trông béo lạ thường, dáng hơi khác người, nước da ngăm đen, mái tóc dày đen bóng đã điểm bạc ở mai. Trước mũi khoằm nhỏ, cặp mắt đen quyết đoán, anh tung mấy con xúc sắc còn lại lên bàn cho Morgan. cười gượng và nói, tôi xin bỏ cuộc thôi, thật đen số. Từ chiều đến giờ tôi chưa được ván nào ra hồn cả. Sau khi chọn những con xúc sắc đẹp nhất, Ed Black gạt số còn lại cho người được cuộc là Morgan. Black trông cao to tóc màu xám có nước da dám nắng. Hắn đẹp trai, nhưng mang cái vẻ đẹp của dân làng chơi, hắn làm cho các bà các cô si mê, và đối với cánh đàn ông thì hắn là đối thủ đáng gờm. Blake ăn mặc rất chảy chuốt. Hôm nay, hắn diện một bộ com lê cắt đúng mốt bằng loại len đắt tiền, thắt chiếc cà vạt màu xanh vỏ chai có vẽ những vành móng ngựa to tướng màu vàng óng mà hắn đặt tận cửa hàng. Trong bốn người, Blake trông có vẻ sang trọng nhất. Người thứ tư, Alex Gibson, một chàng trai tuổi cỡ 23, trẻ đẹp nhất đám. Anh có thân hình cân đối cuộn bắp, chiếc mũi hẹp vì đã cắt bỏ mất lá mía mà bất kỳ võ sĩ quyền anh nào muốn chuyển sang hạng nhà nghề đều phải nghiêm chỉnh thực hiện cặp mắt của kitson trông buồn hơi sẫm chiếc áo sơ mi bó sát ngực cúc ngực bật tung chiếc quần bò màu xanh bạc quay về phía morgan anh chuyển hết những con xúc sắc cuối cùng của mình tôi cũng sẽ thôi morgan lên tiếng tuy còn bốn con ca nhưng tôi nghĩ rằng morgan dừng lại khi thấy mọi người nhìn hắn có vẻ hờ hững với những gì hắn vừa nói. Hắn sắp cẩn thận những con xúc sắc được cuộc ra ba loại. Trên cặp môi mỏng dính điếu thuốc lá. Cả ba người nghe rõ hơi thở to đều của Morgan. Sau khi đã sắp đống xúc sắc theo ý mình, Morgan ngẩng đầu. Cặp mắt sáng đen như mắt rắn của hắn chậm chạp chuyển từ người này sang người khác. Lex sốt ruột hỏi này vừa nghĩ ra điều gì đấy hả? Frank, hình như anh đeo đẳng điều gì suốt từ chiều đến giờ. Morgan vẫn bật bật tay, bỗng lên tiếng. Này anh em, các bạn có muốn mỗi người có 200.000 đô la không? Cả ba người lặng đi. Họ hiểu tay Morgan này. Với những chuyện như thế này, hắn ít thích đùa. GIPO nhổm người, nói cụ thể hơn đi. Mỗi người sẽ có 200.000 đô la. Morgan nhấn mạnh mấy câu cuối. Số tiền này còn đang chờ chúng ta. Nhưng để lấy được cũng không phải chuyện chơi. black vớ bao Marlboro lấy ra một điếu ngậm vào mồm, châm lửa, đưa mắt nhìn Morgan, Morgan, anh muốn nói tất cả sẽ có tám trăm nghìn? Không, tất cả là một triệu. Nếu chúng ta cùng nhất trí vụ này thì mỗi người sẽ hưởng một phần năm. Ai sẽ là người thứ năm? Chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Morgan đẩy ghế đứng dậy, hai tay chống lên bàn, người nghiêng về phía trước. Trên khuôn mặt trắng xanh của y thoáng vẻ hồi hộp. Công việc khó ăn, nặng nhọc, nhưng bù vào đó chúng ta sẽ có một triệu. Nếu khôn khéo, số tiền sẽ nằm gọn trong túi toàn loại dưới 10 đô la cả. Nhưng xin nhắc lại, vụ này cũng khó ăn đấy. 200.000. GIPO thét lên. Chả nhẽ sẽ có từng ấy tiền để sống ư. Morgan cau mày. Lúc này trông hắn như một con sói đói. Nếu chót lọt vụ này, với số tiền đó cả thế gian sẽ nằm trong túi chúng ta. Blake đứng dậy ngắt lời. Hãy khoan. Frank. Có lẽ anh muốn nói về chiếc xe chờ tiền chạm góc két. Morgan ngồi xuống nhếch mép ép ạ. À? anh cũng thông minh đấy. Tôi đang nói về chiếc xe đó. Nó chờ đúng một triệu đô la. Thế nào các bạn? Morgan đưa mắt nhìn Kitson. Anh ta cười khẩy khi Morgan nói ra mục tiêu của âm mưu trên. Anh cho rằng Morgan đã có ý đồ dồ dại. Thế nào chú mày? Nghe thấy không? Chú mày tính sao? Kitson thùng thẳng đáp. Việc này quá sức chúng ta. Tôi biết sao nói vậy. Anh bỏ quá cho. Morgan nhếch mép thay cho câu trả lời như người lớn cười con trẻ và như muốn nói điều gì đó sau đó đưa mắt nhìn blake morgan hiểu rằng nếu như việc này chúng ý blake thì công việc sẽ thuận lợi còn kitson morgan cũng hiểu rằng cậu ta không phải tay hèn kitson có quả đấm lợi hại của một võ sĩ quyền anh nhà nghề hạng nặng kitson điều khiển xe hơi rất tài nghệ nhưng đầu óc hắn trống rỗng nếu như blake cũng cho rằng vụ này khó xơi thì phải là một mối khác s cậu nghĩ gì về vụ này blake dập thuốc cau mày Loại công việc như thế này tôi cũng không hám lắm chả phải vì việc quá khó đâu nhưng luôn sẵn sàng nghe anh nói một cách cặn kẽ hơn blake là người tự tin hắn không bao giờ thố lộ ý nghĩ của mình vào bất cứ việc gì mà chưa rõ xuôi ngược gipo vụng về nhấp nhỏm trên ghế hết đưa mắt nhìn kitson lại nhìn morgan thế công việc sẽ khó đến mức nào gipo hỏi morgan hất cầm nhìn kitson hãy nói cho hắn rõ vì chú mày đã từng làm việc ở hãng xe bọc thép đúng tôi đã làm ở hãng theo tôi không ai có thể xơi được vụ này nếu một tay anh chị nào đó có rổ dại muốn chiếm đoạt một triệu đô la ấy thì hắn sẽ thất bại kitson đưa mắt nhìn mọi người tự cảm thấy đã quá lời đối với những người lớn tuổi hơn sau khi bình tĩnh anh tiếp như frank đã nói tôi đã từng làm việc ở hãng tôi không quá lời đâu cái hãng bảo hiểm ấy đã cho phép mình yên tâm vì có chiếc xe chắc chắn ấy gipo lấy tay vuốt mặt nhíu mày nhìn morgan chắc hẳn anh đã suy nghĩ kỹ về vụ này morgan không để ý đến gipo hai mắt chân chân nhìn kitson này hãy cho họ biết những khó khăn sẽ gặp khi muốn nuốt trôi vụ này kitson nhặt một con xúc sắc trong đống của morgan cau mày sóc sóc liếc mắt nhìn con xúc sắc rồi chậm rãi trước khi tôi bị thải hồi khỏi công ty bảo hiểm họ mới nhận được một loại xe mới trước đó công ty chỉ có loại xe hòm thường có đội áp tải các vệ sĩ xe hàng nhưng loại xe két sắt mới này không cần vệ sĩ xe này là xe ngoại hạng họ tuyệt đối tin tưởng ở khả năng an toàn của nó đến mức công ty không cần phải mua cổ phần bảo hiểm cho các hàng quý được chuyên chở thế cái xe đó có gì khác thường morgan gặng hỏi kitson lấy ngón tay bới tóc cậu ta biết không nên nhiều lời nhưng với morgan thì phải chứng minh cho hắn thấy ý định của y hoàn toàn sai lầm Trước đây, Kitson hoàn toàn đặt lòng tin vào Morgan và các quyết định của Y. Họ đã làm ăn với nhau trong 6 tháng vào các buổi tối. Họ cũng đã gặp không ít may mắn. Tiền kiếm được tuy không nhiều lắm, nhưng cũng chưa có vụ nào quá mạo hiểm. Tất cả các kế hoạch hành động đều do Morgan chuẩn bị. Kitson cũng hiểu rằng 200.000, món tiền mà khi nằm mơ cũng chưa dám tính đến. Morgan nói rằng số tiền đó đang chờ người ta đưa chúng đi. Thử nghĩ kỹ mà xem, Morgan đã nhầm to, nào, nào, chú mày, nói xem chiếc xe đó có gì khác thường mà ta phải kính nề như vậy. Anh Frank ạ, à, tốt nhất là đừng đụng đến nó. Kitson cố gắng nói một cách quả quyết, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn run run. Vỏ thép được chế tạo từ một hợp kim đặc biệt. Chả nhẽ ta lại dùng ngọn lửa nhiệt độ cực cao để hỉ hục cắt nó trước mũi cảnh sát. Mà muốn làm việc đó phải mất hàng ngày. Phần đáng sợ nhất của cái xe là cửa hậu, cửa khoang đựng hàng. Trên cửa có lắp bộ khóa mã, cóc mã được đặt trước khi xe chạy. Vì từ công ty đến trạm nghiên cứu tên lửa xe chạy mất 3 tiếng dù chạy nhanh. Khi xe bắt đầu chạy thì bộ khóa mã bắt đầu làm việc, và thời gian đó là 4 tiếng. Khoảng giờ thừa ra để dành cho người lái khi có tình huống xe bị giữ chậm dọc đường. Kitson đặt con xúc sắc xuống bàn và nhìn GIPO cùng S. Cả hai đã chăm chú lắng nghe từng lời về chiếc xe. Trên bảng mặt máy chỗ lái có một nút ấn, dùng để khống chế bộ khóa. Trong trường hợp bất chắc, người lái chỉ cần ấn khẽ nút này, thì lập tức chương trình đã đặt cho bộ khóa sẽ thay đổi. Sự thay đổi đó diễn ra vào lúc nào? Ngay sau khi ấn nút, cửa sau sẽ đóng chặt. Cho đến khi đặt một chương trình mới vào việc đó chỉ có các chuyên gia kỹ thuật mới làm nổi. Kít sừng châm thuốc, nhà khói qua mũi. Hãy còn một điều nữa. Trong xe có một máy phát sóng ngắn ngay sau khi xe khởi hành. Lái xe giữ vững liên lạc với hãng bằng máy vô tuyến đó. Nhận thấy Morgan nhếch mép diễu cợt kitson đưa mắt nhìn gở IPO và quay sang như chỉ nói với anh ta các anh hãy tự hình dung xem nếu như một anh chàng nào đó liều mạng chặn chiếc xe này lại cứ cho là chiếc xe bị chặn lại người lái xe và người hộ tống sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn lái xe ấn nút chương trình thời gian đặt cho hệ thống khóa bị xóa bỏ người hộ tống bật công tắc các tấm cửa thép được nâng lên chiếc xe biến thành một hộp thép không thể nào mở được sau đó người hộ tống phát liên tục những tín hiệu vô tuyến khẩn cấp. Bất cứ xe cảnh sát nào cũng có thể nhận được các tín hiệu đó. Họ sẽ đổ đi tìm. Lúc đó có mà chạy đang trời. Sau khi đã làm các bước trên, hai người ngồi trong xe chỉ việc ngồi chờ lực lượng chi viện đến giải nguy. Kiết sừng gạt tàn thuốc, tay cậu ta run run vì căng thẳng. Bản thân móc gan lại một lần nữa thấy nao núng. Tay gở IPO này hay bàn lùi. Vốn không phải là một tay liều lĩnh, dũng cảm, nhưng hắn cũng có những bản tính tốt trong lĩnh vực kỹ thuật gipo có bàn tay vàng trên đời hắn chưa chịu thua bất kể loại khóa nào gipo có những ngón tay nhạy cảm trong đời hắn đã mở không ít những loại khóa cực kỳ hóc búa tất nhiên những công việc đó đều tiến hành trong điều kiện yên ổn gipo chưa bao giờ được việc khi bị cưỡng bức lúc này morgan hiểu rằng tình hình khá gay go không hiểu gipo có vững vàng trong thử thách này không thật khó tin tưởng có thể ép gipo phải đồng ý tham gia nhưng rồi không hay ho gì khi vào cuộc tất cả sẽ phụ thuộc vào tài năng của gipo nếu như thần kinh của gipo không vững thì bao công sức sẽ tan ra như chiếc bóng xà phòng morgan cố lựa lời hãy bình tĩnh kể từ khi chúng ta làm ăn với nhau đến nay cánh ta đều gặp may chả nhẽ tôi đã chuẩn bị cho các bạn những công việc quá tồi trăng gipo nhún vai lắc đầu không phải như vậy Hai người còn lại im lặng, mắt nhìn Morgan chờ đợi. Những ngày qua, dù không được nhiều tiền lắm, nhưng có hơn không. Thật ra cứ kiểu có con như vậy sớm muộn bọn cảnh sát cũng lần đến cánh ta. Rồi sẽ mắc bẫy cả lũ. Theo tôi, chúng ta nên đánh một vố to rồi mỗi người một ngả xa chạy cao bay. Với 200 ngàn có thể sống yên vui. Với số tiền như vậy tôi xin nhắc lại, cả thế gian sẽ nằm gọn trong túi chúng ta. Cánh ta còn hy vọng. Tất cả phụ thuộc vào cách hành động vụ này quả là khó ăn. Tôi hiểu điều đó. Kitson đã trình bày hết nhưng những cái đó còn là những cái có thể lạc quan đấy. Đó là sự thật. Nhưng Kitson còn quên một điều. Morgan liếc nhìn mọi người gở IPO đã bình tĩnh lại. Kitson vẫn nhấp nhổm ngang ngạnh. black chờ đợi một kế hoạch chắc chắn có cơ sở hơn. Cậu ta còn quên chưa trình bày một điểm. Chiếc xe kiểu mới đó đi lại trên tuyến đường này đã năm tháng rồi. Mỗi tuần hai lần, mọi người đều tin tưởng vào sự bất khả xâm phạm của nó. Họ đều nghĩ rằng, trong đó có cả Kitson, chỉ có kẻ nào điên rồ mới dám chặn cướp xe. Khi đã luôn tâm niệm như vậy thì tinh thần cảnh giác sẽ bị lơi lỏng. Như các võ sĩ quyền Anh vẫn thường nói, khi đối thủ hở hàm thì cần phải bất ngờ giáng một đòn thật mạnh. Chính xác, đối phương sẽ bị nốc ao ngay tại trận. Morgan cố gắng một cách có chủ ý, dùng các danh từ của giới quyền Anh để sao cho câu chuyện lôi cuốn được Kitson hắn rất cần cậu ta đứng về phía mình morgan nhận ra những nét bắt đầu thay đổi trên mặt kitson cậu ta đã chú ý lắng nghe những biểu hiện ngang bướng đã biến di morgan tiếp tục tất cả những điều kitson vừa nói với chúng ta tôi đã đọc trên các báo từ lâu những chàng trai ấy đã kiêu hãnh vì được lái chiếc xe này họ đã thổi phồng nó lên ở mọi nơi bọn họ đã tin tưởng rằng không một ai có thể cướp được chiếc xe này vì vậy đã viết về nó rất tỉ mỉ làm như thế để xua đuổi mọi sự lo lắng của khách hàng muốn thuê xe và nâng giá cho thuê của hãng từ lúc đọc về chiếc xe trong đầu tôi luôn nghĩ về nó chúng ta có thể thắng cuộc nếu như chúng ta đủ can đảm để tiến hành blake rụi tắt điếu thuốc lá tiếp tục đốt điếu khác cặp mắt nheo nheo của hắn không tới morgan và có lẽ anh đã có kế hoạch gì chăng có morgan đốt thuốc nhà khói về phía gipo tôi đã có kế hoạch và dù sao chúng ta vẫn có thời gian để cùng nhau suy tính chiếc xe đó chở đến trạm góc két mỗi tuần hai lần mỗi lần một triệu đô la trong năm tháng qua việc đó có thể kéo dài một năm sau đó tôi nghĩ rằng trật tự đó có thể thay đổi ngày lại ngày qua đi kíp lái xe sẽ mất cảnh giác sẽ suy yếu khi chúng ta xuất hiện kitson nhổm người lên tiếng ô anh đã quá đơn giản hóa vấn đề thật là một việc quá ngớ ngẩn bọn chúng cần bao nhiêu thời gian để khẽ ấn nút cho là hắn còn nửa tỉnh nửa mê chỉ cần hai giây không hơn chỉ cần sáu giây để ấn khẽ lên ba cây nút lúc đó chiếc xe biến thành con rùa sắt và không còn cách nào tiếp cận nó nữa chả lẽ anh lại có thể tính rằng chúng ta chặn xe mở cửa xe và thanh toán bọn lái xe và bọn hộ tống trong vòng sáu giây thật là một sự ngu ngốc khá viễn tưởng morgan không tức giận mà khẽ nhạo báng thế chú mày tính sao tôi không nghĩ gì cả tôi hiểu nếu như ta chặn được chiếc xe lại không kịp đến gần nó đội một thước anh thì các cánh cửa thép đã được nâng lên. Chương trình thời gian ở bộ khóa bị sóc, máy vô tuyến sẽ phát tín hiệu cầu cứu. Morgan cười khẩy, vẫn cái giọng diễu cợt. Chú mày dám chắc như vậy ư? Kitson nóng mặt muốn đấm cho Morgan một quả, nhưng cố kìm lại, chắc, chắc chắn là như vậy. Blake sen vào này anh kia, hãy bớt cái vẻ dương dương tự đắc ấy đi, để cho Frank trình bày tiếp. Nếu như chú mày là kẻ thông minh hơn người, thì tại sao không ở lại mà lấy chiếc két sắt ấy? Kitson đỏ mặt nhún vai ngã người vào thành ghế tức giận nhìn Blake, sau đó đưa mắt nhìn Morgan. Đây là việc của các anh, nhưng tôi chỉ biết rất rõ một điều, vụ này sẽ không thành công. Blake đưa mắt nhìn Morgan Frank. Anh hãy trình bày tiếp ý kiến của mình đi. Hôm qua, tôi nghiên cứu tuyến đường của chiếc xe này. Nó bắt đầu từ hãng, đường đi không ngắn lắm, được 103 dặm, 70 dặm đi trên đường trục, 20 dặm vào đoạn đường cũ, Mười dặm đường đá và đoạn cuối cùng 3 dặm đường nội bộ. Đoạn này dẫn thẳng đến trạm góc két. Tôi đã tìm vị trí xem chỗ nào có thể chặn xe lại. Trên đường trục không thể được, trên đoạn thứ hai cũng vậy. Trên hai đoạn này mật độ xe đi lại lớn. Đoạn đường nội bộ dẫn đến trạm được bảo vệ ngày đêm vì vậy ta cũng loại trừ nó ra. Còn lại 10 dặm đường đá và đường làng. Morgan kéo cái gạt tàn đã đầy màu thuốc lá về phía mình, nheo mắt nhìn mọi người. Trên đoạn đường 10 dặm, ở cột km thứ tư có một đường rẽ ra đường trục số 10. Mật độ vận chuyển ở đây không lớn lắm, hầu như tất cả các xe đều rẽ vào đường làng. Vì đến trạm góc két sẽ gần được hai dặm, và lại đoạn đường này sạch sẽ. Cách cổng trạm góc két 3 dặm, đường hẹp lại theo hình cổ chai. Hai bên đoạn đường này là đá tảng, các bụi cây. Đó là địa điểm tốt nhất để tiến hành mai phục, và nơi đây cũng rất hay xảy ra tai nạn ô tô. Blake đồng tình đúng như vậy tôi đã một lần qua quãng đường này, cũng tí nữa phải nằm quan tài. Nếu như anh chỉ chú ý đến chỗ vòng thì anh chưa quan sát kỹ chỗ cổ trai ấy. Nơi đó xảy ra nhiều tai nạn đến nỗi, bây giờ người ta phải treo biển để lưu ý khách đi đường. Quả là như vậy, Morgan cướp lời. Ta hãy thử tưởng tượng về hai người ngồi trong chiếc xe bọc thép chờ tiền đó. Với cái thời tiết của mùa hè nóng như điên này, họ đã đi lại trên con đường này hàng trăm lần. Với họ cảnh vật nơi đây đã chán ngấy, họ cũng tự buông thả mình hơn ở chỗ cổ trai bỗng thấy một chiếc xe đổ nghiêng bên lề đường cạnh đó có một cô gái toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh có lẽ trong tình huống đó chúng ta sẽ tấn công xe hắn dừng lại nhìn blake theo anh lúc đó cái gì sẽ xảy ra hai người ngồi trong xe làm gì sẽ bỏ mặc đấy mà đi hay sẽ dừng xe để xem xét cô gái và giúp đỡ cô ta blake xoa tay nhìn kitson này nhà thông thái cậu có nghe thấy không theo chú mày đó là chuyện ảo tưởng à Morgan lặp lại, liệu họ sẽ xử sự ra sao? Kitson đỏ mặt cựa mình trên ghế. Blake trả lời, họ sẽ dừng lại. Theo tôi một tay sẽ rời xa, còn người kia, hắn sẽ dùng máy vô tuyến gọi cấp cứu. Nếu như họ là những tay cảnh giác như Kitson đã mô tả. Morgan nhìn Kitson, thế nào chú mày? Kitson chậm rãi nhún vai trả lời miễn cưỡng, theo tôi ép nói đúng. Đốc Sừng sẽ rời xe. Thomas ở lại xe. Đốc sẽ xem xét việc gì đã xảy ra đối với cô gái đưa cô ta ra khỏi mặt đường rồi quay xe lại họ sẽ gọi cấp cứu bằng điện đài sau đó rời chỗ xảy ra tai nạn tiếp tục công việc chở hàng đúng tôi cũng nghĩ y như vậy morgan đồng tình hắn cũng không phải tốn công để hỏi gipo vì anh ta ít khi trình bày ý kiến của mình đối với các loại công việc không liên quan đến kỹ thuật mở két sắt thì anh ta chỉ ngồi nghe morgan tiếp lời tình thế của chúng ta sẽ như sau. Một người rời xe, tay còn lại ngồi trong buồng lái. Hắn quay về phía Kitson. Chú mày hãy cho biết, liệu trong trường hợp này tay lái xe có xóa mã thời gian đã đặt cho chỗ cửa sau và nâng các cánh cửa thép lên không? Kitson rút khăn mùi xoa lau mặt uể oải trả lời. Theo tôi hắn sẽ không làm như vậy. Morgan đưa mắt hỏi Black thế còn ý kiến cậu. S. Tất nhiên là không. Black quả quyết. Kitson đã nói, nếu xóa chương trình thời gian đã đặt ở bộ khóa thì sau đó phải có các chuyên gia đến mở có nghĩa là họ chỉ làm việc đó khi nào gặp nguy hiểm cửa thép cũng sẽ không được nâng lên vì người lái cũng tò mò muốn xem bạn mình và việc gì đã xảy ra đối với cô gái kia morgan ngắt lời vậy chúng ta đã lần được đến cốt lõi của vấn đề xe sẽ dừng lại các nút bảo hiểm không hề bị động tới hắn đưa mắt nhìn kitson thời cơ mà chú mày cho là không thể có nó như vậy đấy chú mày đã cho là trò ngu xuẩn một sự tưởng tượng ngốc nghếch. Vậy bây giờ chú mày nói sao? Như vậy anh đã được gì nào? Kitson trả lời một cách nóng này. Ừ thì cứ cho là tôi sai. Anh hãy mừng vì điều đó. Tiếp tục sẽ ra sao? Morgan nhà từng vòng khói tròn trịnh trọng nói. Tôi đã tính toán hoàn tất cả các chi tiết. Như vậy xe phải dừng lại. Tay hộ vệ buộc phải rời xe. Bây giờ chúng ta lại hình dung đoạn đường này. Đoạn cổ chai nơi chúng ta làm cho chiếc xe chờ tiền phải dừng lại. Hai bên đường có nhiều bụi cây, có đủ chỗ cho hai ba người ẩn nấp tay hộ vệ ra khỏi buồng lái đi về phía cô gái bị nạn tất nhiên dưới cây nắng thiêu đốt này các tấm cửa thép sẽ không được nâng lên này kitson có lẽ chú mày vẫn cho rằng tay lái xe nhất định phải nâng lên các tấm cửa thép lên chứ khi tên vệ sĩ rời xe ấy kitson vẫn chậm rãi trả lời không nhất thiết phải thế nếu các cửa thép được nâng lên thì hỏng việc theo tôi trong cái hòm sắt ấy ai chả muốn thoáng mát như vậy xe bọc thép sẽ dừng lại gần các bụi cây nơi sẽ có hai người ẩn nấp tay lái xe nhìn qua kính trước theo dõi bạn mình tay vệ sĩ ra khỏi xe bước về phía người thiếu nữ lâm nạn cả hai sẽ không nghi ngờ gì vì đây là một tai nạn trong vòng nửa năm qua đã có đến năm chiếc xe bị lật nhào ở đoạn đường này tôi sẽ nấp ở bụi cây cách đó độ mười bộ sau đó vòng lên từ phía sau khi tay vệ sĩ bước đến gần cô gái tôi sẽ bước tới dí súng vào mặt tay lái xe Cùng lúc đó cô gái cũng sẽ chĩa súng vào mặt tay vệ sĩ. Morgan nhồm về phía chiếc gạt tàn, tắt thuốc. Nào, theo ý các bạn, hai con chim non này sẽ làm gì? Họ sẽ cố ra vẻ anh hùng chứ? Rất có thể như vậy. Kitson bình thản trả lời. Họ là những tay dũng cảm. Ok, họ là những tay dũng cảm. Nhưng họ không phải là những tay điên rồ. Theo tôi họ sẽ đầu hàng. Nếu giả dụ họ không đầu hàng thì sao? Morgan nhìn GIPO, cặp mắt của hắn ánh lên. Chúng ta đang bàn đến một triệu đô la. Mỗi người sẽ có hai trăm ngàn. Nếu chúng không đầu hàng thì ta phải nổ súng. Muốn có tiền mà sợ bẩn tay thì thật viễn vông. Lại một khoảng dài im lặng. Sau đó GIPO lên tiếng. Frank ạ à, vụ này tôi không hám đâu. Phải giết người đối với tôi thật quá sức. Morgan vội vàng phân bua đừng chùn bước. GIPO, anh sẽ không phải có mặt ở đó tôi đã tìm cho anh một công việc đặc biệt về phần anh tôi sẽ nói sau kitson nhổm người còn tôi tôi chưa tính đến việc tham gia vụ này chưa vào cuộc đã phải tính đến tình huống giết người tôi sẽ không tham gia morgan đưa mắt nhìn blake hắn đang châm thuốc tôi vừa nghe hai tay này còn về phần anh blake blake mím mồi vứt que diêm lên mặt bàn theo tôi hai tay này sẽ không kháng cự nếu như kháng cự chả tốt lành gì tôi cũng nghĩ như vậy Morgan nói, "Tôi và cô gái sẽ làm những việc này. Sẽ có các công việc nhẹ hơn dành cho GIPO và Kitson và tất nhiên phần của họ sẽ ít hơn. Còn cánh ta phải lao vào việc nguy hiểm hơn sẽ hưởng phần hơn. Như vậy là công bằng phải không?" Kitson cau mày số tiền 20 vạn đô la bắt đầu ngấm vào đầu óc của cậu ta, sự tham gia của tôi có lẽ phụ thuộc vào phần tôi được hưởng ít hơn là bao nhiêu. "Chú mày sẽ có 125 ngàn," Morgan trả lời, "GIPO 175 ngàn." anh ta sẽ chủ trì phần kỹ thuật. Một trăm ngàn cắt bớt từ phần của hai người thì tôi và ép sẽ chia đôi. Kitson và GIPO đưa mắt nhìn nhau thăm dò. Sau cùng Kitson lên tiếng, nếu như hai người đó chống cự, một người trong bọn họ hoặc cánh ta sẽ chết. Kitson thở dài nặng nhọc. Tôi không thích điều đó. Trước đây công việc của chúng ta chót lọt. Nếu như có bị bắt thì nhiều nhất chúng ta chỉ chịu một năm tù ngồi. Nhưng giết người do đó là một chuyện ghê rợn tôi không thể tham gia vào vụ này gipo cũng tiếp lời đúng như vậy cũng đừng tính đến sự có mặt của tôi morgan cười đanh ác thôi được chúng ta sẽ biểu quyết trước bất cứ vụ nào chúng ta đều bỏ phiếu kín khi quyết định có hay không bắt tay vào việc thôi đừng biểu quyết nữa kitson phản ứng nếu như ngay cả f cũng đồng tình với anh thì kết quả là cân bằng mà anh đã đưa một nguyên tắc nếu như kết quả bỏ phiếu ngang nhau thì chúng ta cũng bỏ cuộc anh không quên chứ? Không, không quên, Morgan nói. Dù sao cũng sẽ bỏ phiếu kín, như vậy sẽ tốt hơn. Đây là kết luận cuối cùng, đồng ý cả chứ? Kitson nhún vai. Morgan đứng dậy, đẩy ghế ra sau. Cái bóng thân hình lực lưỡng của y di chuyển trên mặt bàn, thôi đừng để mất thì giờ. GIPO, anh chuẩn bị giấy đi, chúng ta sẽ bỏ phiếu kín. GIPO lấy quyền sổ xé ra một tờ, gấp lại, Dùng dao dọc làm tư và đặt chúng lên bàn. Khuôn mặt tròn của GIPO rất mệt mỏi. "Xong. Hãy nhận phiếu đi." Morgan nhìn lên bàn mỉm cười. "Chúng ta có năm người cơ mà, chả nhẽ anh quên à? Cô gái cũng sẽ bỏ phiếu với chúng ta." Morgan bước ra cửa và nói "Genie vào đây, họ muốn bỏ phiếu xem chúng ta có tiến hành vụ này không. Tôi cần đến sự ủng hộ của cô." Từ trong bóng tối của hành lang, một cô gái bước vào sáng choang. Cô đứng cạnh Morgan đưa mắt nhìn ba người đàn ông không hề quen biết. Họ cũng đưa mắt nhìn cô. Cô gái còn trẻ, tuổi có lẽ chưa qua 23, cao hơn tầm trung bình một tí, tóc màu nâu óng để cao. Đôi mắt xanh trong như màu cốc nước biển, to, lạnh lùng, lãnh đạm. Miệng hơi rộng, cặp môi dày gợi cảm, chiếc cằm có cái nét của kẻ bạo dạn ngang bướng. Áo ngoài màu đỏ sẫm, bỏ trong một chiếc váy ngắn, chật, màu đen, có xẻ tà bộ ngực tròn căng, bụng thon thắt đáy hông tròn to, đôi chân thon dài cân đối. Tóm lại, thân hình tuyệt mỹ ấy rất giống vẻ đẹp của các nữ tài tử ngôi sao của điện ảnh Ý. Ba người đàn ông ngạc nhiên đến sững sờ nhìn nàng. Cặp mắt đen của Morgan lướt nhìn ba người. Hắn nhếch mép mỉm cười, biết rằng cô bé đã gây cho ba người một ấn tượng mạnh mẽ. Hắn cũng lấy làm khoái trí vì sự việc thuận lợi vượt ra ngoài tưởng tượng. GIPO vụng về sửa lại chiếc cà vạt cặp môi dày của anh ta động đậy khẽ cười. Những chiếc răng to bẻ trắng lấp lánh dưới ánh đèn. Blake sừng sốt thật sự. Lông mảnh nhướng lên. Môi chúm lại vươn ra như để khẽ huyết sáo. Còn Kitson, có thể nghĩ rằng anh ta vừa bị ai đó nện cho một búa vào đầu. Kitson nhìn chằm chằm vào cô gái như chú bò tót say máu bị thương đang nhìn vào tấm vải đỏ nhừ nhừ của người dũng sĩ đấu bò. Chuẩn bị nhận đòn quyết định. Morgan lên tiếng xin giới thiệu. Đây là Kojini Gordon. Black đứng dậy chần chừ một giây, theo sau là GIPO, còn Kitson vẫn chết lặng ngồi im, hai bàn tay to tướng đặt trên bàn nắm lại. Trong mắt Kitson thoáng ánh lên tia sáng. Morgan giới thiệu từ trái sang phải, "F Black, anh ta sẽ giải quyết mọi việc khi vắng tôi hoặc có gì đó xảy ra đối với tôi. GIPO Mandini là chuyên gia kỹ thuật của chúng ta, Alex Kitson lực sĩ quyền anh ngoại hạng, một tay lái xe cừ khôi." kitson bất ngờ đứng dậy tấm thân to lớn của anh ta xô mạnh trước bàn kitson vẫn không rời mắt khỏi Ginny, hai tay nắm chặt cô gái đưa mắt rất nhanh nhìn ba người cô vẫn đứng cạnh morgan morgan tiếp tục tôi đã vắn tắt bàn với các bạn đây kế hoạch của chúng ta hai người trong bọn họ không muốn tham gia theo nguyên tắc của chúng tôi nếu có điều gì vướng mắc thì cần bỏ phiếu quyết định vì vậy chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết cô gái cau mày không giấu giếm sự bực bội Sao, họ không muốn à?" Cô gái hỏi một cách mỉa mai lạnh lùng. "Anh muốn nói là họ không cần đến 200.000 đô la?" "Không, không hoàn toàn như vậy. Họ sợ rằng một người nào đó phải đổ máu, vì vậy họ ngại." Cô gái đưa mắt nhìn GIPO, sau đó ánh mắt xanh xám của nàng lướt qua mặt Blake, dừng lại ở mặt Kitson. "Anh đã nói với tôi rằng anh có những người bạn đáng tin cậy cơ mà." "Đúng như vậy," Morgan mấp máy môi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm một việc tầm cỡ như thế này. Hai người trong bọn họ chưa quyết định được. Đúng, công việc này rất lớn. Giọng nói của Ginny vang lên ngang bướng và bực tức liên quan đến một triệu đô la. Anh đã nói là các bạn anh sẽ thu xếp được. Tôi tin anh. Nếu không tôi đã không liên hệ với anh. Frank cả. Còn bây giờ lại chuẩn bị bỏ phiếu. Thế là thế nào? Ba người đàn ông còn lại lặng đi vì ngạc nhiên. Âm thanh khinh thị và có tính kẻ cả trong giọng nói của Ginny đã tác động đến họ. Blake vốn là một tay sàn sỡ đối với phụ nữ như bạn bè hắn đã nhận xét lên tiếng. Này, mèo con, làm gì mà âm ý quá thế? Hãy dịu dàng một chút chứ. Cô gái đầy ghế, đứng dậy, khuôn mặt nhỏ rất dễ thương trở nên lạnh lùng và đanh ác. Tôi đã hiểu ra mình gõ nhầm cửa. Hãy quên đi những đề nghị của tôi. Tôi sẽ làm việc này với những người có bầu máu nóng tôi sẽ không mất thời gian với mấy ông phóng như các anh đâu. Ginny quay gót bước ra phía cửa. Morgan cười đuổi theo nắm tay cô gái giữ lại. Đừng hòng. Ginny, anh em đây họ cần gì? Họ muốn hiểu sâu sắc vấn đề. GIPO là một chuyên gia cỡ lớn nhất về các loại ổ khóa hiện đại. Còn S, thần kinh của anh ta không thua kém tôi đâu. Kitson là một tay lái xe có một không hai. Vì vậy cô hãy yên tâm. Có lẽ cô đến với chúng ta không đúng lúc và lại có thể tôi đã quá vội vã khi trình bày việc này với họ. Họ lo rằng một người nào đó sẽ gặp điều chẳng lành. Chẳng lành. Hừ. Con gà dù nào lại tính rằng có được một triệu đô la mà không phải vất vả. Nguy hiểm. Cô gái dằn giọng cộc lốc, đưa mắt nhìn mấy người đàn ông. Một triệu. Khi đã bàn đến số tiền như vậy, tôi sẽ khinh thường những gì xảy ra đối với tôi hoặc với một người nào đó. Cô gái chầm chầm nhìn Kitson. Thế nào? Anh cũng sợ ứ anh muốn công việc này đừng chạm đến lông chân anh ư. Sợ phải liều lĩnh để có hai trăm ngàn ư. Kitson ngây mặt đương đầu với cái nhìn chằm chằm khinh miệt của Ginny Kitson sầm mặt lên tiếng. Chúng ta sẽ thất bại. Tôi biết như vậy. Còn đến lúc bị bắt chúng ta sẽ bị buộc tội có âm mưu giết người. Tôi không tham gia vụ này. Được. Nếu anh đã tính như vậy, chúng tôi sẽ không cần đến anh nữa. Và lại, anh cũng không cần đến tiền. Ngay bây giờ anh hãy cuốn xéo khỏi đây. Chàng lực sĩ trẻ tuổi ạ à. kitson sầm mặt anh đẩy mạnh ghế này cô nói với ai thế tôi nói rằng việc này không thể chót lọt đừng có ngu xuẩn mà ảo tưởng chỉ có thế thôi cô gái chỉ tay ra phía cửa chính anh ta là một tay mơ tường số rách đấy anh hãy rời khỏi đây ông phỗng ạ à. chúng tôi không cần đến anh nữa kitson từ từ đứng dậy hơi thở của anh nghe rõ như tiếng gió qua cặp mũi mất lá mía anh ta chậm rãi gạt bàn bước về phía cô gái còn cô ta lại bước thẳng về phía Kitson. Ba người còn lại theo dõi họ. Blake hồi hộp. Hắn biết rõ cái tính điên rồ này của Kitson. GIPO cau mày. Morgan vẫn giữ nụ cười như ban đầu. Nhìn thẳng vào cô gái, Kitson rằn giọng: chưa có ai dám nói như thế với tôi bao giờ. Chà, họ thật là một cặp tương xứng. Anh chàng này vạm vỡ cân đối to gấp ba Ginny. Cô gái đứng đến vai Kitson, nhưng vẫn giữ vẻ nhạo báng có lẽ anh chưa nghe rõ tôi nói gì. Tôi xin nhắc lại, hãy bước đi ông phóng mạng. Thiếu anh chúng tôi cũng sẽ vượt qua tất cả. Kiết sơn xỉ mũi một cách kỳ quặc, nắm tay đe dọa. Này, anh hãy đánh tôi đi. Ginny như nói thầm, vì công việc của tôi, tôi không run sợ đâu. Morgan cười lớn. Kiết sơn lùi lại phía sau hạ tay, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi quay lại chỗ cũ. Chúng ta sẽ biểu quyết. Nếu như chú mày bỏ đi thì sẽ mất hết quan hệ với cả toán. Kiết chậm chạp quay lại. Mặt khó đâm răm, bực tức, anh ta nhấc ghế, ngồi xuống. Morgan nhìn GIPO nhắc này, cho thêm một phiếu nữa nhé. GIPO lấy cuốn sổ thêm một tờ giấy chuẩn bị một phiếu nữa. Blake lên tiếng này, Frank, trước khi chúng ta biểu quyết, tôi muốn biết rõ hơn về việc này. Tại sao công việc này lại đến với chúng ta? Bằng ngón tay to tướng, Morgan chỉ Ginny, đã năm tháng này tôi cũng đã nát óc nghĩ về cách chiếm xe này nhưng không nghĩ được cách thực hiện. Ba ngày trước đây, Ginny đến gặp tôi với một kế hoạch đã hoàn thiện đến từng chi tiết. Đây là kế hoạch của Ginny. Theo tôi, kế hoạch này đã hoàn chỉnh. Vì vậy chúng ta sẽ có năm phần. Blake nhìn cô gái. Này, mèo con, em từ đâu đến đây? Làm sao mà cái đầu xinh đẹp của em lại nghĩ ra được kế hoạch táo bạo này? Ginny mở chiếc túi sách rẻ tiền lấy ra bao thuốc, vải que diêm giấy, châm thuốc cô nhìn blake bằng con mắt lạnh lùng lãnh đạm tôi từ đâu đến điều đó không quan trọng và không liên quan đến bất cứ một ai ở đây tôi đã thảo ra kế hoạch này vì tôi rất cần tiền à mà anh hãy bỏ cái cách gọi tôi là mèo con đi tôi không thích như vậy blake bật cười hắn rất mê những cô gái cứng rắn ôi mimi à jeannie tôi sẽ thôi nếu như em không thích đùa à tại sao lại liên hệ với chúng tôi chứ không tìm đến các nhóm găng sơ khác để cộng tác trong công việc ghê gớm này gini nhìn gipo chính là từ anh ta tôi đã hỏi nhiều người họ cho biết gipo là một chuyên gia lớn về khóa trong miền này cũng theo họ anh là một người dũng cảm còn morgan là một tay tổ chức tích cực tài giỏi ở vùng ven biển này kitson là một trong những tay lái xe cư khôi nhất gipo mỉm cười phấn chấn hẳn lên khi được khen ngợi Kitson cũng hết cao có tuy cũng còn có vẻ không bình thường. Anh ta ngồi cúi mặt dừng lại nhìn các màu thuốc ướt trên bàn. Sau đó đưa mắt nhìn mấy cốc whisky. Blake gặng hỏi: Họ đã nói như vậy ư? Họ là ai? Ai nói? Không nên phí thời gian vào việc không đâu. Tôi đã thăm dò vì muốn có một sự lựa chọn đúng đắn. Có lẽ tôi đã lầm. Nếu như vậy thì phải tìm một nơi khác để đặt hy vọng. Blake châm thuốc vẫn nhìn Ginny. Trong kế hoạch này, em đã chọn công việc khó nhất về mình sẽ chuẩn bị nằm trên đường cạnh chiếc xe đổ. Chắc chính em đã nghĩ ra chi tiết này. Tất nhiên, chính tôi. Chúng ta sẽ xem lại xem xem sẽ phải làm gì. Ginny nằm giữa đường và khẩu súng lục sẽ đặt dưới người. Khi tay vệ sĩ tiến đến gần, cô em sẽ móc súng chĩa vào mặt y. Đúng thế chứ? Ginny gật đầu nhưng xin lỗi. Ở chỗ này có thể lỡ việc như chơi. Phải nghĩ đến hai phương án, hoặc vệ sĩ sẽ giơ tay đầu hàng, hoặc hắn cho rằng cô em non nớt và sẽ cướp súng vì tôi đã nghe nói về Đốc Sừng. Rất có thể hắn sẽ không đầu hàng và sẽ cướp súng của cô em. Lúc đó sẽ phải đối phó ra sao? Ginny nhả khói qua mũi bằng giọng lạnh, quả quyết, cứng rắn. Đây là việc liên quan đến một triệu đô la. Nếu hắn động đến khẩu súng, tôi sẽ bắn. GIPO lo sợ nhìn Morgan rồi Kitson. Anh ta rút khăn mùi xoa lau mặt, lưỡi run run, cặp môi mấp máy. Bằng một giọng sắc lạnh, Morgan nói đây không phải trò đùa các bạn phải hiểu rõ. Nếu ai đó không muốn thì có thể bỏ cuộc. Black im lặng tiếp tục suy nghĩ về Ginny, cô ta không biết đùa. Lạy chúa anh Minh, cứng như kim cương, cô ta sẽ giết Đốc Sơn, nếu hắn động đậy. Theo mình khi đã đọc được ý nghĩ qua mắt cô bé, khi cô ta chĩa khẩu súng vào mặt thì hắn nên đứng yên. Mình mà lâm vào hoàn cảnh hắn, có lẽ không dám thở khi nhìn thấy khẩu súng của cô ta chĩa vào mặt. Blake tiếp tục hỏi, ok, tôi muốn biết cụ thể hơn. Chuyện gì sẽ đến khi chúng ta cướp xe? Morgan lắc đầu, sau khi chúng ta bỏ phiếu biểu quyết chúng ta sẽ rõ hơn các chi tiết. Đấy là điều kiện cần thiết. Ginny đã đặt ra các tình huống, về khái lược vừa rồi chúng ta đã trao đổi rồi. Nếu chúng ta đồng ý tiến hành công việc, thì Ginny sẽ cho biết các chi tiết cụ thể. Nếu như chúng ta không nhất trí, thì cô ta sẽ tìm những người khác. Như thế có lẽ mới hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế, Ginny đã tính hết chưa? Blake nghi ngờ hỏi, trong khi tiến hành vụ này có thể xảy ra hàng ngàn, hàng vạn tình huống. Việc thỏa thuận với lái xe và vệ sĩ để cùng chia phần với cánh ta trong cả cú cướp xe này, chúng ta đã cho là ít có hy vọng. Nhưng chúng ta đều biết rằng trong xe có liên lạc thường xuyên bằng vô tuyến với hãng. Khi mất liên lạc, lập tức bọn ở hãng sẽ báo động đổ xô đi tìm xe. Chúng biết phải tìm ở đâu. Cùng một lúc đó việc truy tìm bắt đầu không chỉ có lực lượng cảnh sát, mà còn có các đơn vị quân đội đồn trú quanh đây. Đó là việc của hàng trăm người, của xe cộ, của máy bay. Nhiệm vụ của chúng là lùng sục trong một vài dặm quanh vùng mất xe. Máy bay trực thăng lượn khắp vùng chỉ mất vài phút. Chiếc xe ấy nằm trên đường lồ lộ như cá nằm trên thớt. Mà chúng ta chỉ có 20 phút để chuồn. Chắc gì chúng ta đã chặn được chiếc xe ở chỗ thắt cổ chai. Trước đoạn đó địa hình rất trống trải. Bọn ta phải vượt 25 dặm mới có thể giấu xe được. Chúng cũng biết rất rõ điều đó. Sẽ tìm cánh ta ở đó, riêng tôi cũng chưa hình dung được bằng cách nào để chặn đứng xe. Mở cửa két sắt, lấy tiền và chuồn trước khi cảnh sát, binh lính ập tới. Morgan nhún vai, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng Ginny đã nói, cô ta đã tính cả điều đó. Blake liếc nhìn Ginny. Ginny, có lẽ cô có cách giải quyết khó khăn này. Đúng, việc đó quả là khó nhưng tôi đã chủ tính. Cô gái nói rất tự tin. Đến ngay Kitson khi nghe giọng của Ginny, lòng cảm thấy rằng cô ta có thể xoay chuyển được tình thế blake xoa tay nhún vai thôi được tin vào lời cô có nghĩ là cô em có khả năng làm nên điều kỳ diệu nhưng còn hai việc việc thứ nhất chúng ta tập trung trên đoạn đường ấy nếu có ai phát hiện ra thì sao mật độ vận chuyển trên đoạn này tuy không lớn nhưng dù sao vẫn có xe qua lại jeannie vẫn lạnh lùng nét mặt thoáng buồn cô hít mạnh chiếc áo ngoài lúc đó bó sát lấy bộ ngực căng tròn căng cô nói việc đó quá đơn giản song song với đoạn cổ trai này còn một đường nữa rẽ ra đường trục xa lộ ở chỗ rẽ của hai nhánh này chúng ta sẽ đặt một biển cấm trên đoạn đường xe chờ tiền sẽ đi và cũng là đoạn đường ta chặn xe các xe khác tất nhiên rẽ sang đường để ra xa lộ việc đó có gì mà khó blake thỏa mãn mỉm cười rõ rồi còn đây thưa cô em thông minh phải giải quyết một vấn đề nữa giả thử chúng ta sẽ đoạt được chiếc xe đã giấu nó lúc đó làm thế nào để mở két lấy tiền? Đấy là việc khó nhất, lúc đó chúng ta rất vội. Vậy cô em có sáng kiến gì đây? Ginny hất đầu về phía GIPO. Đấy là việc của anh ta. GIPO có đầy đủ khả năng. Chúng ta đưa chiếc xe về. Anh ta sẽ không phải vội vã. Có thể làm việc một tháng hoặc hai tháng nếu cần. Đôi mắt xanh như nước biển của cô nhìn thẳng vào GIPO. Một tháng đối với anh ta quá đủ. Phải không GIPO? GIPO tươi lên trước khen ngợi của Ginny lập tức trả lời, một tháng thì tôi mở được cả khóa ở nhà băng quốc gia. Thế thì anh sẽ có một tháng, giới hạn là một tháng, nếu cần thì có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Thôi không đùa nữa, Morgan ngắt lời. Cô ta đã tính toán, dù sao đây cũng là tình huống thuận lợi. Tôi tin rằng Ginny sẽ xoay sở được nhiều chuyện. Thôi ta hãy bỏ phiếu biểu quyết. Các anh đi đến quyết định là sẵn sàng với tình huống nếu chúng ta phải nổ súng một người trong bọn họ hoặc trong cánh ta có thể ngỏm tại trận. Lạy Chúa tôi, nếu như người bị giết là bọn họ, chúng ta sẽ bị truy nã với cái án tù từ 10 đến 20 năm. Nhưng nếu gặp may, bọn ta sẽ có tiền, mỗi người 200 ngàn đô la, một khoản rất hấp dẫn. Đấy là sự thật. Nào chúng ta bỏ phiếu, còn ai có ý kiến gì không? Morgan im lặng nhìn ba người. Và nguyên tắc biểu quyết, chúng ta đã rõ. Trước khi quyết định, chúng ta xét tất cả các chi tiết cho cụ thể, khi biểu quyết, thiểu số phải phục tùng đa số hoặc vĩnh viễn bị khai trừ khỏi nhóm. Với chúng ta nếu thất cơ lỡ vận trong vụ này thì phải chịu khoảng 20 năm tù ngồi, xấu hơn thì sẽ được ngồi ghế điện. Đó là sự thật, các bạn đừng vội vã khi quyết định. Liệu chúng ta có cần một thời gian nữa để suy nghĩ không? Morgan đưa mắt nhìn Black tay này chết lặng nhìn Jenny, hắn không che giấu sự thán phục đối với cô gái. GIPO thì hồi hộp ngồi không yên, suy nghĩ mông lung, cau mày, mắt nhìn lên mặt bàn. Còn Kitson, mắt không rời Ginny, hơi thở ngắn, thưa, phả ra từ chiếc mũi lá mía Black phá tan sự im lặng, lấy tờ giấy đã dọc sẵn. Thôi ta tiến hành đi. Morgan nhặt ba tờ còn lại đưa cho GIPO, Kitson. Hắn rút chiếc bút bi hí hoáy viết gì đó, cuốn tờ giấy đẩy ra giữa bàn. Ginny mượn bút của Morgan viết lên đó, đặt lá phiếu cạnh tờ thứ nhất. Blake đã kịp viết lên tờ phiếu bằng chiếc bút ngòi vàng của mình, đặt phiếu cạnh hai lá kia. GIPO nhìn vào lá phiếu của mình mấy giây, sau đó dùng bút chì nghĩ ngoáy mấy chữ rồi đặt cạnh các phiếu khác. Người còn lại cuối cùng là Kitson. Kitson buồn bã nhìn lá phiếu của mình. Ginny và những người còn lại theo dõi anh ta. Morgan nói bằng một giọng diễu cợt chú mày nghĩ cho kỹ. Chúng ta còn cả một đêm cơ. Kitson ngẩng đầu nhìn Morgan, sau đó nhìn Ginny. Họ nhìn nhau rất lâu. Bỗng Kitson vội nhấc chiếc bút bi của Morgan do Ginny đặt ở bản viết vội lên lá phiếu của mình, rồi đẩy nó ra cạnh bốn lá phiếu kia. Tất cả im lặng. Morgan vơ năm lá phiếu về phía mình. Mở cái thứ nhất. Nhất trí. Mở chiếc thứ hai. Nhất trí. Ngón tay hắn vơ nhanh hơn. Mở ba lá còn lại. Nhất trí. Nhất trí. Nhất trí. Morgan đưa mắt nhìn quanh bàn cặp môi mỏng khẽ nhếch lên. Hắn cười như một con chó sói cất giọng. Như vậy chúng ta nhất trí bắt tay vào việc. Tôi cũng tính như vậy. Mỗi người sẽ có 200 ngàn đô la. Công việc không đơn giản. Nhưng bù vào đó tiền cũng không quá ít. Kitson nhìn qua bàn thẳng vào mặt Ginny. Cô gái ngẩng đầu trả lời Kitson bằng một ánh mắt lạnh lùng. Nhưng kia, cặp mắt chợt ánh lên ấm áp. Ginny cười với Kitson. Chương 2 Gần 8 giờ sáng hôm sau, cánh cổng hãng xe bọc thép bảo hiểm vài thước, một chiếc BUIC K-Century phanh lại, rồi nằm im. Hai bên đường phố rộng còn một loại xe buýt đỗ sau đêm. Chiếc BUIC chỉ chấm thêm vào bức tranh bãi đỗ xe buổi sáng một vệt mờ nhỏ. Ngồi sau lái, Morgan chụp chiếc mũ phất ra thụt xuống sát mũi. Trên cặp môi khô, mỏng có dính điếu thuốc. Cạnh y là Black. Cả hai ngước nhìn lên chiếc cổng gỗ cao của hãng. Trên đó không có gì ngoài một dây mạ platin kéo chuông gọi cửa được đánh sáng bóng và một tấm biển chữ đỏ nền trắng, hãng xe hơi bọc thép bảo hiểm. Nếu bạn cần bảo đảm an toàn cho các hàng quý khi vận tải, bạn sẽ có ngay, xe của chúng tôi là loại bảo đảm nhất thế giới. Bọn này tự đánh giá cũng khá đấy, Blake thốt lên khi đọc hết tấm biển chúng ta sẽ cho chúng một vỗ bất ngờ, mà có khi ngược lại cũng nên, Morgan gượng gạo nhếch mép. Tôi dám chắc chúng ta sẽ đoạt được một triệu này, Blake tiếp lời. Ginny đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Hừ, Morgan cầm lấy điếu thuốc trên môi. Nó còn lại một mẩu ngắn nóng bỏng, kế hoạch tuyệt đấy. Nhưng tất cả phụ thuộc vào chúng ta, phụ thuộc vào việc chúng ta thực hiện kế hoạch này. Trong toàn cục ta còn mấy khâu yếu. Ta phải lo cho GIPO, cô gái đã tính một cách quá rộng rãi. Thời gian để mở két sắt của chúng ta rất ít. Thời gian có, nhưng không nhiều. Khi bọn cảnh sát, quân đội bắt đầu lùng sục cánh ta, thì việc này càng nhanh càng tốt. GIPO sẽ phải làm việc một cách cưỡng bách và rất căng thẳng. Hắn lại không quen làm như vậy, có thể lúc đó hắn sẽ điên lên, thần kinh không điều khiển được nữa. Vì công việc chung, chúng ta bắt GIPO phải làm việc, cũng không cho phép hắn lên cơn thần kinh. Black chiêm vào, để hắn cho tôi. Càng suy nghĩ tôi càng thấy chúng ta phải bận tâm về hai tay này. Nếu chúng trở mặt thì sự nghiệp của cánh ta đi tong. Morgan nhún vai, Công việc như vậy là rõ rồi. Nhưng cậu cũng phải bình tĩnh. Vì thực ra những chú đại bàng non nớt của chúng ta trong những việc đơn giản hơn vốn đã hay run rồi cơ mà. À mà cô bé hình như không sợ gì thật. Thực tế là như vậy. Nhưng cô ta là ai? Frank. Morgan nhún vai cô ta không ở thành phố này. Có lẽ Ginny ở một toán cướp nào đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Blake nhìn đồng hồ, anh biết không? Tôi không tin rằng cô gái tự nghĩ ra được kế hoạch này. Vì thực ra những cô gái ở lứa tuổi này chưa thể tính toán được những tình huống chi tiết của kế hoạch. Tôi sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu biết được toán cướp mà cô gái rời bỏ. Toán đó đã tính chuyện cướp xe, nhưng có lẽ không đủ sức. Và Ginny hoặc đã có bản kế hoạch, nên quyết định bỏ đi. Phải theo dõi cô bé Frank cả. Nhớ bọn kia cũng lao vào vụ này với cánh ta và được cuộc thì hỏng bét. Hư, Morgan hất mũ ra sau gáy. cau mày, tôi cũng đã nghĩ về điều đó nhưng phải liều. Trước thứ sáu chúng ta không làm gì được, phải kịp thời chuẩn bị. Mấy giờ rồi? Đúng 8 rưỡi. Xe buýt tới bây giờ đấy. Đúng thế. Họ nhìn ra bến chờ xe buýt, mấy người đang đứng đó. Ôi Ginny, cô bé ăn mặc rất mốt, phải không Frank? Qua tấm kính trước Black nhìn thấy Ginny, tấm thân tuyệt vời và bộ ngực rất mỹ. Morgan lặng đi, ánh mắt độc ác của hắn nhìn thẳng vào Black nếu như cứ giữ mãi cái ý nghĩ vớ vẩn ấy thì hãy nghe đây. Bằng cái giọng khàn khàn, Morgan tiếp tới, hãy để cho Ginny yên. Đây là mệnh lệnh, không phải trò đùa. Cô ta sẽ cùng chúng ta tiến hành mọi công việc trong khoảng hai tuần lễ liên tục hoặc hơn thế. Chúng ta không được gây chuyện khó dễ. Cô bé sẽ gần chúng ta suốt trong những ngày này. Ta không cho phép một ai có một hành vi trăng gió lúc này. Công việc là công việc, chúng ta phải nhất trí điều đó ngay từ đầu. Blake nhớ lông mày tủm tỉm hay là anh định danh lấy cô ta đấy? Hả Frank? Morgan lắc đầu im đi. Công việc là công việc. Rất rắc rối khi dính vào chuyện trai gái. Hãy nhớ rằng không được ve vãn cô ta. Nếu như ai có ý định làm gì đó đối với Ginny, ta sẽ cho một viên đạn vào bụng kẻ ấy. Blake bắt gặp cái nhìn lạnh độc ác của Morgan. Cố gượng cười. Thế anh đã nói điều đó với Kitson chưa? Hãy quan tâm đến hắn, hôm qua hắn nhìn như thôi miên con bé như con bò tót theo dõi tấm vải đỏ trong tay người chiến sĩ đấu bò phải theo dõi cả bọn các anh ạ à. anh và gipo cũng trả lương thiện gì trong lĩnh vực này mắt black ánh lên tức giận hôm nay hình như anh hơi ấm đầu hay sao ấy frank ạ à. morgan chồm lên định nói tóm cổ blake cùng lúc đó một chiếc xe buýt tiến lại kìa chiếc xe buýt chú ý có hai người xuống xe chiếc xe buýt dừng lại ở bên từ trong xe có hai người bước xuống một người nhỏ bé, gầy. Người thứ hai cao khoảng 1m80, cân đối, vai rộng bụng thon. Anh ta mặc đồng phục của hãng xe bọc thép, áo blue rông, quần bò màu xanh. Bên thắt lưng có bao súng lục. Chiếc mũ lưới chai trên đầu có huy hiệu sáng bóng. Đôi giày đánh bóng loáng như được quét một lớp sơn bóng. Anh ta bước nhanh quả quyết, các động tác như những động tác của vận động viên khi luyện tập. Cả hai người ngồi trong chiếc BUICK thấy người thanh niên đó với tay giật chuông. Blake hỏi, hắn đấy ư? Ừ. Morgan liếc mắt nhìn người đó, đây là Dixon còn Thomas đi xe sau. Mẹ kiếp, rất khỏe. Blake đệm vào, hắn thấy lo ngại cái thân hình vạm vỡ của người vệ sĩ. Hắn sẽ nhanh như con báo, quả không phải tay kém cỏi. Hãy nhìn cái cằm ấy thì thấy. Dixon quay mặt hờ hững nhìn về phía trước B.U.I.C.K nhưng như không thấy chiếc xe. Trong mặt anh ta chỉ độ 25, 26. Anh ta không đẹp trai lắm, nhưng nhìn nét mặt đã thấy được sức mạnh cùng lòng dũng cảm với tính ngang bướng. Ginny chắc chắn phải khử tên này. Blake lầm bẩm bỗng cảm thấy bắp thịt nhợt nhạt. Không hiểu cô bé đã tận mắt nhìn thấy Đốc Sơn lần nào chưa. Hôm qua cô ta đã nhìn thấy hắn. Đốc Sơn không làm cô ta sợ. Cô ta nói rằng sẽ thu xếp được tên này. Cánh cửa gỗ hé mở. Đốc Sơn bước vào trong. Cánh cửa khép lại. Tay này rất nhanh nhẹn, kiên quyết. Nó sẽ trả sợ gì hết. Blake bực bội nhận xét hắn sẽ không đầu hàng không thỏa hiệp frank sẽ phải khử hắn đấy là việc của anh nếu như Ginny không thu xếp được công việc morgan nhìn blake còn tôi sẽ liệu tay lái xe anh sẽ nấp ở bụi cây với cây súng khi đốc Sừng rời xe anh phải luôn xê máy ngắm theo hắn sẵn sàng nổ súng khi cần thiết rõ chứ ép blake gật đầu một cách khô khan rõ rồi tôi sẽ phải khử tay này lại một xe nữa đến kia thomas hắn đấy. Thomas người lái xe, trông cao lớn, cặp mắt luôn mở to, chiếc cằm ngắn hơi lẹm, hàm răng xít luôn ngậm chặt. Cũng như Đốc Sừng, anh ta gọn gàng khỏe mạnh nhưng lớn tuổi hơn, trông mặt khoảng 30, 33. Thomas trông rất tự tin. Điều đó đã tác động đến Morgan khi nhìn Thomas hắn cau mày. Mẹ khỉ, lại thằng trời đánh này nữa. Hắn tỏ ra bực tức. Bọn ở hãng này đã chọn những tay sừng sỏ để giao chiếc xe quái đàn kia có lẽ là như vậy. Blake nhỉ. Với bọn này ta không thể đùa cợt. Thằng Thomas này cũng đến phải ăn đạn thôi. Hắn sẽ không đầu hàng. Chúng ta không nên hy vọng điều đó. Blake lấy mũ lau chán tim hắn đập thình thịch. Đức đoạn. Nếu xa cơ lỡ vận thì cả lũ phải lên ghế điện. Frank ạ. À? Hừ. Hãy nghĩ đến một triệu đô la. Riêng ta thì nghĩ rằng ở tuổi 42 mà đã phải ngồi tù ngót 20 năm. Thời gian được tự do. Thì cũng chỉ hơn ngồi tù một ít cái tồn tại duy nhất trên đời này là tiền. Không có tiền. Không có tiền. Anh là con số không. Có tiền sẽ là ông. Đó là một sự tính toán đơn giản chính xác. Với 200 ngàn trong tay, thì cuộc sống sẽ trả đến nỗi nào. Nếu không có tiền thì sống ảnh ra đấy cũng coi như chết rồi. Đấy, tôi hiểu vấn đề nó là như vậy. Cho nên, không kẻ nào, kể cả tay vệ sĩ, lái xe thông minh và ghê gớm kia, cũng không làm tôi chùn bước chỉ cần chúng ta có lòng dũng cảm và hành động thông minh một chút, mà cũng có thể thất bại. Nhưng hãy tự hỏi xem, hôm nay chúng ta sống ra sao? Ai quan tâm đến cuộc sống của chúng ta? Nhưng nếu chúng ta mỗi người có 200 ngàn thì sẽ đổi mới, chỉ lúc đó chúng ta mới thực sự làm người. Riêng ta đang cố gắng trở thành con người, và anh cũng vậy, phải không Blake? Blake chụp mũ lên đầu. Tôi và anh đều nhất trí như vậy. Nhưng anh biết không, Tôi cảm thấy Kitson và GIPO nhất trí với chúng ta chỉ vì có Ginny. Có lẽ chúng không muốn bị cô bé cho là hèn kém. Vì vậy đã đồng ý vụ này. Với tôi thế là đủ. Dù sao họ cũng đã đồng ý làm vụ này. Bây giờ cả hai không còn chỗ để tháo lui. Và chúng ta phải giữ lấy họ. Blake gật đầu. Rõ rồi. Nhưng tôi muốn hỏi thêm để chuẩn bị. Ta phải có tiền. Khoảng hơn 2.000 đô la. Hôm qua tôi đã bỏ lỡ một cơ hội. Vậy trong lúc này ta kiếm đâu ra tiền bây giờ? Sẽ phải có một kế hoạch đột xuất. Tôi sẽ kiếm một nơi kha khá, dễ ăn, để khỏi vỡ việc lớn. Vụ này phải gọn nhẹ, miễn sao bọn cảnh sát không bám được cánh ta. Black gạt tàn thuốc. Chạm nạp xăng dọc xa lộ số 10 có được không? Chạm đó ở bên trái, khi ta đi kít sư ạ. Ừ, chỗ ấy cũng được, có thể sẽ đến 2.000, chứ chả chơi. Nhưng sẽ tìm một chỗ im ắng hơn, ở xa trục đường tôi đang nghĩ về quán cà phê đêm ở đường Ma Sau khi tan buổi biểu diễn ở dạp hát, quán luôn đông khách. Mọi người đều có tiền. Nơi đó có thể kiếm ra hơn 2.000 đô la, mà lại dễ ăn. Việc đó không có gì là khó. Tôi sẽ suy nghĩ thêm chi tiết. Blake biểu môi Frank này. Khéo mà hỏng ăn đấy. Chả may kẻ cướp lại gặp anh hùng thì khốn. Nhưng đây là một lần tập dượt bổ ích. Morgan nhếch mép đành ác mà hai tay trong cái xe quý giá kia sẽ tỏ ra là những anh hùng. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị. Nếu tốt số sẽ có khoảng 3.000 đô la. Ta sẽ đưa cô gái theo. Thử coi thần kinh của Ginny đến dâu. Chúng ta kết hợp tìm hiểu khả năng của Ginny. Những ai sẽ tham gia vụ này? Kitson lái xe. Ta và anh dí súng vào khách đêm. Ginny thu tiền. Thế GIPO lại thành thơi ứ Black nhếch mép. S. Sao anh cứ luôn kỳ kèo so bì với GIPO? Trong việc này cánh ta không cần đến hắn gipo là chuyên viên kỹ thuật của cánh ta với những việc như thế này hắn không có khả năng điều đó anh rất rõ hắn sẽ mở kép cho chúng ta không một ai trong bọn ta có thể làm được điều đó vì vậy chỉ trao cho hắn những công việc chính rõ chưa Blake nhún vai ừ rõ như ban ngày có nghĩa là trong những ngày này tôi sẽ còn phải học hỏi thêm bọn ta còn phải kiếm một móc nhà ở ma lâu có cửa hàng bán các loại móc nhà khi chúng ta có tiền Ta sẽ chỉ cho Kitson và Ginny. Họ sẽ nói là mua móc nhà cho tháng trăng mật. Blake nhếch mép. Tinh quái. Mày hãy cẩn thận. Không thì thằng Kitson sẽ làm tháng trăng mật thật cho mà xem. Im đi. Morgan giận dữ. Công việc dối tinh lên đây mà lại luôn lèo chuyện trai gái. Ta nhắc lại lần cuối hãy nhớ lấy. S ạ à, ta không thể chịu được những chuyện chim chuột này. Kitson trẻ nhất trong bọn ta hắn sẽ đóng vai anh chồng. Đó chỉ là cái vỏ. Nhưng hắn định làm thật thì ta sẽ cho Kitson biết tay. Thế còn Ginny, cô bé đã biết ý của anh trong vụ này chưa? Morgan thở dài rít lên cái giọng đanh ác, ta đã hình dung được vấn đề này. Khi gặp cô ta, ta đã kịp nhận thấy cả ba các anh nhìn Ginny bằng con mắt thèm khát. Ta đã nói với Ginny, nếu như cô có chuyên ớm ở gì đó, ta sẽ đuổi cô ra khỏi nhóm. Thế anh có biết cô ta trả lời như thế nào không? Nghe đây, ngay anh cũng vậy, không nên hy vọng ép ạ. À. Tuy anh rất sừng sỏ về khoản này, con mèo con đó chỉ quan tâm đến một thứ, đó là tiền. Đó là cái cô ta cần. Vì vậy hãy xua đuổi ý nghĩ ngu ngốc ấy đi. ép ạ. À, tiền đối với Ginny là tất cả. Nếu như Kitson muốn ve vãn cô ta, hắn sẽ ăn đạn vào sọ. Anh và GIPO cũng không tránh khỏi hình phạt như vậy. Hãy nhớ lấy điều đó. Ta cấm mọi chuyên mèo mỡ. Blake cười lớn bằng giọng diễu cợt. Thế đấy, chúng ta hãy ghi nhớ, cấm không được mèo mỡ. Những ngón tay to, lạnh của Morgan chộp lấy cổ áo Blake. Nắm lại, Blake cứng người trong bàn tay sắt hắn hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt sáng quắc của Morgan. Morgan dần từng tiếng, ta không đùa với ngươi. Với ta, đây là niềm hy vọng lớn để thoát khỏi cảnh tù tội. Cả đời gần như ta đã phải ngồi trong tù. Việc này rất hệ trọng. Ta sẽ không bỏ qua nếu như mày dở trò đều cám với con bé Ginny mới 20 tuổi ấy. Hãy nhớ rằng thời này có một không hai. Ta không cho phép bất cứ một ai trong bọn anh vì cái trò con mèo mà phá hỏng vụ này. Hiểu chưa? súng ta luôn sẵn sàng nhả dạn vào những tay phạm quy ước này. Frank, anh điên hay sao đấy? Blake cố gượng cười, có nghĩa là anh cấm bọn tôi trong thời gian này không được làm tình. Morgan nới thả cổ áo Blake, mùi thuốc lá quyện lấy Blake. Morgan nói nhỏ, hãy gắng chịu lúc này. Một sự im lặng vụng về kéo dài. Blake và Morgan đều lung mung suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Blake chủ rộng đấu dịu hắn nói bâng quơ, này, không hiểu chiếc buick này có kéo được móc nhà không hình như móc nhà cũng rất nặng đấy kéo được móc gan ưỡn người trên ghế vặn mình trả lời các ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay lái nó cũng không to quá khổ đâu khó nhọc nhất là nửa tiếng đầu tiên trong khoảng thời gian này chúng ta phải thoát khỏi đoạn cổ chai. càng xa càng tốt sau đó sẽ thành thơi hơn ép này anh phải kiểm tra thật kỹ phần máy của xe kiểm tra hết sức cẩn thận và có lương tâm vì nếu xe hỏng máy khi chúng ta đang chở chiếc xe mang tiền kia thì bao công sức đều tan ra mấy khói. Hãy yên tâm, Frank ạ, à. tôi sẽ làm việc này rất cẩn thận. Cũng phải kiếm cho Ginny một xe ô tô, lúc nào ta sẽ làm việc đó. Hai ngày trước khi nhổ neo, cậu và GIPO phải ra công một biển số mới. Hãy nhắc GIPO sơn cho đẹp, làm cho nó có dáng một chút. Bỗng Black Hick cùi trỏ ra lệnh cho Morgan, cánh cửa gỗ của hãng xe bọc thép mở toang. Nhìn kìa, từ trong cổng một chiếc ô tô từ từ đi ra. Đây là lần đầu cả tôi tận mắt trông thấy chiếc xe nên mở to mắt như cố bắt trí nhớ phải chụp cho hết những chi tiết của chiếc xe huyền thoại kia. Đối với Blake, thật đáng ngạc nhiên vì chiếc xe quá nhỏ bé trong trí tưởng tượng của Y. Chiếc xe phải to hơn thế nhiều. Toàn xe bọc một lớp thép từ trên xuống dưới kể cả buồng lái. Qua kính cả hai nhìn rõ Thomas và Dobson. Dobson ngồi ngay ngắn mặt hướng về phía trước, thomas một tay giữ lái điều khiển chiếc xe nhẹ nhàng như muốn nói với mọi người rằng anh ta sinh ra để lái xe tay còn lại đặt lên nửa trên của tay lái thomas đưa chiếc xe vào dòng xe cộ trên đường lớn morgan nổ máy cho xe đi theo cách chiếc xe của thomas hai xe nhưng nhìn vẫn rõ qua chiếc lincoln phía trước blake cố gắng nhìn chiếc xe kỹ hơn tôi cứ nghĩ rằng nó lớn hơn nhiều mà có lẽ thép được bọc cho toàn xe có thể có lẽ cũng không cần phải bọc cho toàn xe mà trông nó nhỏ thật. Morgan thấy chiếc Lincoln rẽ ngang hắn liền nhấn ga cho xe vượt lên thế chỗ. Trước mặt cả hai là chiếc xe, đầu thấp, phần sau cao hơn. Cả hai nhìn rõ hàng chữ in trên cửa sau, hãng xe bọc thép. Trước mắt các ngài là chiếc xe, két vững chắc nhất thế giới. Nếu các ngài cần vận chuyển hàng quý giá, hãy tìm đến với chúng tôi. Chúng tôi xin bảo đảm an toàn và vận chuyển nhanh chóng theo ý muốn của quý khách nhìn chiếc xe bọc thép lao nhẹ nhàng trong dòng xe buổi sáng, Black thấy nặng nề. khó thở nhất là khi nhận ra phần sau của xe chở như một khối thép vuông vắn có gắn bánh xe, Hắn có cảm giác phía trong cái khối thép chuyển động kia nắm giữ tương lai và cũng nắm giữ những lý do đó để đe dọa cuộc sống của cả bọn. Morgan đột nhiên nhắc chú ý bên phải. Black đưa mắt, chiếc mô tô của thanh tra giao thông thuộc lực lượng cảnh sát tăng ga vọt lên trước lòng đường. Bắt đầu từ lúc này, tay cảnh sát kia sẽ kèm chiếc xe của Thomas đến địa giới thành phố. Nếu ta cứ léo đéo theo chiếc xe kia, thì hắn chả ngần ngại gì mà không hỏi chúng ta muốn gì. Morgan bỗng mặt đưa chiếc BUICK ra khỏi dòng xe, tiến sang đường nhanh. Cả hai nhìn theo chiếc xe chở tiền lần cuối. Nó từ từ vượt lên khi được chiếc xe mô tô cảnh sát áp tải. Khi chiếc xe đã khuất, Blake thở phào nhẹ nhõm. Morgan nhấn ga cho xe chạy thẳng đến bên. Hắn dừng xe. Thế nào? đã nhìn rõ đối tượng của chúng ta chưa? Đã. Một khối thép. Nhìn bên ngoài chưa thể kết luận được. Anh có theo dõi thời gian lúc chiếc xe ra khỏi cổng hãng không? Đó là lúc 8 giờ 43 phút, Morgan lấy thuốc hút. Sau 3 giờ chiếc xe sẽ đến đoạn cổ chai. GIPO và Kitson có lẽ đã chờ ở đó. Khi thấy tận mắt chiếc xe cùng Thomas, Dobson, đối với công việc đã cụ thể hơn. Anh nói đúng, Frank cả à, công việc thật nặng nề xơi được vụ này cũng còn mệt. Nếu như chúng ta tiến hành công việc một cách thông minh, thì rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Bây giờ hai ta phải ghé qua quán cà phê đêm. Tôi muốn xem xét chúng ta làm ăn ra sao ở đó. Ta phải đi ngay. Ở đây chúng ta cũng không được để thất bại. Blake nheo mắt ồ. Việc gì phải lo về vụ đó. Hở Frank. Morgan gật đầu lái xe rời bến. Chiếc xe từ từ đi vào lòng đường. Vào khoảng 11 rưỡi, Kitson và GIPO đáp xe hơi đến gần đoạn đường thắt cổ chai, cách chạm góc kép khoảng 2 dặm. Kitson cầm lái. Vì GIPO không muốn đi bộ, nên Kitson cho anh xuống đoạn thắt cổ chai còn mình thì đưa xe vào chỗ kín đáo có nhiều bụi cây. Sau khi giấu xong xe, từ ngoài đường không thể phát hiện được nữa, Kitson quay lại đoạn thắt cổ chai. Mặt trời trói trang, dọi thẳng mặt, mồ hôi bắt đầu toát ra kitson mặc chiếc áo sơ mi sáng xanh màu ra trời ôm bó lấy bộ ngực nở nang cúc ngực để hờ chiếc quần bò chân đi đôi giày thể thao anh bước đi nhẹ nhàng đầu ngẩng cao hai bàn tay to tướng buông lỏng kitson thấy thoải mái khi đôi chân dài và khỏe được buông thả vừa đi anh vừa quan sát hai bên đường đầy bụi khi bước những bước dài kitson thích thú nhìn những bắp thịt cuồn cuộn của mình anh lấy mũi giày đá mấy viên sỏi mồ hôi thấm qua chiếc áo sơ mi sừng thấy đoạn đường này quả là rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Khi đến đoạn hẹp nhất, Kitson dừng lại quan sát. Tại đây, con đường đột nhiên hẹp lại, hai bên đường bị chẹn bởi hai tảng đá lớn, có lẽ nó lăn từ trên gò xuống, chúng làm cho hai bên lề đường cao hẳn lên. Quanh hai khối đá này là những bụi cây rậm rạp, có thể bố trí phục kích một cách kín đáo. Nhìn mãi sừng không thể phát hiện được GIPO, mặc dù anh nhớ rằng GIPO đã kín đáo giấu mình trong bụi cây. Điều đó làm anh ta yên tâm hơn, vì anh rất sợ vụ này. Kitson hiểu rằng, trước khi Dawson và Thomas đầu hàng thế nào cũng có người phải bước sang thế giới bên kia, hoặc là họ hoặc trong bọn anh. Kể từ khi Kitson bỏ vũ đài, 6 tháng nay Morgan đã nắm được anh. Chỉ có mối mình Morgan đã đến với Kitson khi anh bị một chàng trai thấp hơn anh, nhẹ hơn anh đến 17 kg đánh gục. Anh chàng kia quả đã vượt lên hơn hẳn Kitson trong lĩnh vực đấu quyền Anh. Khi ông bầu đưa cho Kitson, lúc anh còn đang bàng hoàng ngồi ở phòng đợi, hai tờ 10 đô la, giá trả của trận đấu. Ông ta khuyên anh nên từ bỏ vũ đài. Ông bầu bỏ đi, Morgan ngay lúc đó xuất hiện. Morgan giúp Kitson mặc quần áo đưa anh ra xe, hắn tự lái xe rời khỏi vũ trường, vì sau trận đấu Kitson như người mất hồn, anh mệt rũ, tử tế hơn. Morgan còn đưa anh về nhà riêng. Khi Kitson thả mình trên đi văng, Morgan lên tiếng đấy chú mày thấy chưa đó là trận đấu cuối cùng trong đời thể thao nhà nghề từ nay chú mày sẽ không còn phải đưa đầu ra đỡ đòn hoặc chờ để bọn võ sĩ sừng sò hơn dần cho ra bã sừng vừa nghe hắn nói vừa lết ra chiếc giường trong căn phòng nhỏ trên tầng thượng này đó là nhà của morgan morgan tiếp tục chú mày biết không chúng ta có thể cùng nhau làm ăn ta đã thấy chú mày lái xe tài năng của chú mày là ở chỗ đó chứ không phải trên võ đài quyền anh bọn này đã có một tổ chức không đến nỗi tồi gồm những chàng trai biết tiến hành công việc một cách nhanh gọn và tiền thu được cũng khá. Ý chú mày ra sao? Kitson lúc đó vừa tròn 23 tuổi nhưng đã mất hết hy vọng vào tương lai. Trước đó anh hy vọng sẽ trở thành vô địch thế giới về quyền anh hạng nặng. Thất bại cuối cùng vừa qua đã cho thấy rằng điều mơ ước trên là viễn vông. Anh đã bị quảng ra sọt rác như nhiều võ sĩ quyền anh khác. Kitson hiểu ra điều đó ngay sau khi từ giã ông bầu bạn bè thì kiết chả có ai, trong túi còn vòn vẹn 20 đô la, tương lai là cái gì đó thật mờ mịt. Mặc dù vậy, khi gặp con người như Morgan, Kitson cũng rất hoang mang. Có nhiều lời đồn đại không hay về Morgan. Kitson biết rằng Morgan đã phải ngồi tù 15 năm hắn thường hay nổi nóng, là một con người nguy hiểm. Kitson cũng hiểu rằng rất dễ đi đời. Nếu bấu víu vào toán cướp do Morgan cầm đầu nhưng điều đáng sợ hơn đối với Kitson là phải bơ vơ một mình và tự mình phải lo liệu cho tương lai. Vì vậy anh đã gật đầu đi với Morgan. Anh đã tham gia năm vụ làm ăn với cánh Morgan. Nhưng cái vòng luẩn quẩn ấy cũng giúp cho Kitson một khoản kha khá. Trong các vụ làm ăn cũng chưa lần nào gặp nguy hiểm. Mọi việc đều được chuẩn bị rất kỹ và cũng không hóc lắm. Kitson tự hiểu rằng nếu có công việc có hề gì anh cũng chỉ là người chịu cái án nhẹ nhất so với đồng bọn. Có lẽ chỉ từ 3 đến 6 tháng tù ngồi đối với bị can lần đầu ra tòa. Nhưng Kitson dùng mình khi nhận ra rằng tất cả những cuộc cướp giật nhỏ đó chỉ là đợt diễn tập cho một âm mưu ghê gớm, to lớn hơn. Anh hiểu rằng Morgan không bao giờ thỏa mãn với những kết quả nhỏ mọn vừa qua. Không trước thì sau hắn cũng sẽ nghĩ ra một vụ, mà khi thất bại sẽ phải ngồi tù ít ra là 20 năm và hắn cũng sẽ lôi kéo cả Kitson vào việc đó. Trong thời gian Kitson còn có ý đồ thành công trên võ đài quyền anh anh cũng đã được nhận vào lái xe ở hãng xe bọc thép chở đồ quý ấy. Anh làm việc ở đó tròn 10 ngày. Kỷ luật chặt chẽ của hãng đã thải Kitson. Kitson đã không đánh sạch đôi giày cho nó luôn luôn bóng sáng được như của các nhân viên khác. Khi ngồi sau tay lái, anh có tài điều khiển xe với tốc độ cao, cái đó hơn hẳn mọi người trong hãng. Nhưng cái cầu thả tự do bị coi là một thiếu sót nghiêm trọng. Người ta thường xuyên nhắc nhở anh phải thật tỉ mỉ, cẩn thận. Trong các giờ tập bắn súng, Người hướng dẫn luôn lắc đầu cười diễu anh. Có lẽ Kitson cũng không lấy làm ngạc nhiên khi người phụ trách đoàn xe đưa anh số tiền lương đầu tiên, rồi khuyên anh không nên đến hãng nữa. Nhưng với 10 ngày đó, Kitson cũng đủ để hiểu các chế độ của hãng, hiểu về con người và những gì ở đó tiến hành. Vì vậy anh càng thấy rõ cái ý định vớ vẩn khó tin của Morgan, có thể ví nó như việc Morgan ngang nhiên bước lên vũ đài thách đấu với vô địch quyền anh nhà nghề Hoa Kỳ Floyd Patterson trong tay có một trong hàng triệu tia hy vọng của sự thành công. Thật là một mớ bong bong lực cười. Kitson hiểu rằng cả Dockson và Thomas sẽ không ai đầu hàng hết. Nhất định sẽ phải nổ súng và ai đó sẽ bị giết. Nếu như thất bại thì ít ra là 20 năm tù hoặc ngồi ghế điện. Vì vậy khi Morgan đưa ra kế hoạch đó cho cả toán, Kitson thấy ngay rằng công việc sẽ đổ vỡ. Anh sẽ không tham gia vụ này dù có phải lìa bỏ toán cướp của Morgan. Nhưng đột nhiên cô bé Ginny lại xuất hiện. Từ trước đến nay chưa có một cô gái nào dám ăn nói như vậy đối với Gibson, mà lại còn nhìn anh với con mắt khinh miệt nữa. Trước đây, Gibson cho rằng anh ta có sức mạnh đối với phụ nữ. Nhưng khi anh bắt gặp cặp mắt chứa chất sự khinh miệt của cô gái tóc nâu kia, Gibson bỗng hiểu ra rằng cô ta không hề sợ anh tí nào. Cũng như tất cả các võ sĩ quyền anh, rất nhiều cô gái đã chạy theo Gibson. Cái sức khỏe sau thân hình vạm vỡ kia đã làm họ say mê. Rồi chỉ đến Ginny cô bé tóc nâu kia đã làm cho anh hiểu ra rằng cái sức mạnh mà mình vẫn kiêu hãnh không có gì ghê gớm lắm. Buổi gặp gỡ với Ginny đã tác động mạnh đến Kitson. Nó làm cho anh luôn nghĩ đến cô. Có nghĩa là vì Ginny, chỉ vì Ginny mà anh đã quyết định tham gia vụ này. Kitson cũng tự nhận ra rằng công việc ấy quá sức anh nó sẽ dẫn tới sự đổ vỡ. Nhưng bản thân không có đủ can đảm trước thái độ khinh thị của cô gái. Đứng ở đoạn thắt cổ trai đưa mắt về phía các bụi cây, kitson không tài nào nhìn thấy gipo anh cất tiếng bâng quơ gipo anh nấp rất kín đấy anh ở đâu đây gipo rẽ bụi cây với kitson ê chào chú mày tuyệt không nào tớ đã vừa làm việc với người vô hình hai đứa giống nhau như đúc gipo chìa hai ngón tay mập mạp ra hiệu cho kitson kitson rời đường bước về phía bụi cây có gipo đứng một vị trí phục kích tuyệt vời Nói xong, Kitson ngồi xuống cạnh GIPO, liếc nhìn đồng hồ, nếu như họ đi nhanh thì sau 20 phút sẽ tới đây. GIPO vặn lưng móc trong túi áo ra một chiếc tăm nhỏ, bật bật nó lên những chiếc răng trắng bóng và đưa mắt ngắm bầu trời xanh thẳm. "Hãy nhìn lên, trời kìa." Chú mày, GIPO hít Kitson, lần nào nhìn trời tớ cũng nhớ lại bầu trời ở thành phố quê hương. Bầu trời đẹp như vậy ngoài nơi đó, không một nơi nào trên thế giới có được. Kitson nhìn g.ipo. Anh thấy mến người bạn này. Trong con người có thân béo phì kia có cái gì đó gần gũi, thật thoải mái khi được làm việc cùng anh ta. GIPO khác hẳn Black là người chỉ thích khoa trương một cách hợm hĩnh những thắng lợi của mình đối với các cô gái luôn luôn chế nhạo miệt thị. Mọi người thích gây chuyện và hay xô sát. Thực ra Black không phải là thằng ngốc, thậm chí hắn còn là tay dũng cảm. Nhưng khi hoạn nạn không thể hy vọng gì ở con người ấy. GIPO thì có thể tin tưởng, gipo sẵn sàng đưa cho bạn những đồng đô la cuối cùng của mình và không bao giờ hỏi anh cần đề làm gì còn blake thì tự nhiên chưa bao giờ hắn cho không ai cái gì này gipo thế thành phố đó ở đâu kitson nằm sấp áp bụng xuống đất ngẩng đầu để nhìn rõ con đường gipo nheo cặp mắt vốn đã bé nhỏ nhăn chiếc mũi to bè đó là phai sâu gần florence thế chú mày đã đến nước ý bao giờ chưa chưa trên thế giới không có nước thứ hai như vậy GIPO tiếp lời thở ra khoan khoái, tớ đã xa nó đến 20 năm nay. Lâu quá rồi còn gì? Thế chú mày có biết nếu có số tiền đó tớ sẽ làm gì không? Sẽ rời ngay khỏi nơi này, lấy vé hạng nhất và lên tàu thủy về Ý. Tớ sẽ mua ngay một chiếc thuyền của hãng Alfa Romeo và trèo đi lại trong vịnh phai sâu. Bà mẹ già của tớ sẽ xứng sở vui sướng. Tớ sẽ mua một ngôi nhà nhỏ trên đồi, từ đó có thể nhìn rõ Florence. Như Frank đã nói, mà cũng rất đúng. Cả thế gian sẽ nằm gọn trong túi sẽ như vậy đấy. Trong túi tớ sẽ chứa cả thế gian. Kitson im lặng vừa nghe anh vừa nghĩ. Nếu như công việc không đổ vỡ. Nếu như bọn mật thám không tóm được anh trước lúc xuống tàu. Ừ thì. GIPO liếc nhìn Kitson và hỏi này. Thế chú mày sẽ làm gì với số tiền đó? Chú có nghĩ về việc này không? Kế hoạch khi có tiền là gì? Kitson im lặng nghĩ thầm. Thật ngây thơ như đứa trẻ vậy. Anh trả lời. Tôi còn chờ. Khi nào có nó trong tay đi Cũng quá sớm Nếu vạch ra các kế hoạch cho mình Mà chắc gì bọn ta sẽ nuốt được vụ này Mặt GIPO sầm xuống Kitson ạ à, chú mày hiểu không Nghĩ ra các kế hoạch Đó là một việc quan trọng nhất trong cuộc sống Cũng có thể chả làm gì được với kế hoạch đó Cũng có thể một phần nào đó Của kế hoạch không thực hiện nổi Và có khi cả kế hoạch quả là một việc tuyệt diệu Dù không được một cái gì Nhưng nếu đùng một cái lần này Bọn mình lại trúng thì sao 200.000 đồng một con số quá lớn tại sao lại không nghĩ cách sử dụng nó